Mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Bếp Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái món canh nha. Hôm nay là mình hầm nè. Ở đây á, mình có một cái đuôi heo nè cô chú anh chị. Cái đuôi heo này á, là nó nặng khoảng tầm 800g, gần cả ký lô luôn á cô chú anh chị. Mình đã rửa sạch hết rồi nè. Đó, một hồi là mình sẽ bắt đầu mình sẽ cắt khúc ra. Và sau đó là mình sẽ luộc sơ. Mình luộc sơ với lại gừng cho cái phần đuôi heo của mình á, nó sẽ không có bị hôi nha cô chú anh chị. Rồi ở đây mình có gừng nè, một nhánh gừng như vậy. Một hồi là mình sẽ luộc cái phần đuôi heo trước rồi mình mới hầm nha. Ở đây mình có mấy trái ớt nè. Hôm nay á là mình hầm cái đuôi heo này, hầm với lại củ sen nha cô chú anh chị. Ở đây á mình có ba cái củ sen nè. Đó nè, ba củ sen này là tương đương nó nửa ký nha, nửa ký củ sen, một cái củ cà rốt nè. Rồi sau đó là cái này là hành tím để mà mình cho cái phần nước hầm của mình nó thơm á. Ở đây mình có nấm này là nấm đông cô nè, nấm đông cô tươi nha cô chú anh chị. Ở đây mình có 300g nấm đông cô tươi nè. Đó, rất là ngon nha, một hồi mình sẽ cắt ra làm đôi. Thì nêm thêm á là hành lá với lại ngò rí nè. Rồi gia vị của mình hôm nay gồm có nè. Ở đây á mình có muối nè. Đường này là đường vàng nha, tạo cho cái nước hầm của mình nó có màu vàng vàng đẹp á cô chú anh chị. Ở đây mình có phần đường phèn nữa nè, mình có đường phèn. Ở đây mình có 2 muỗng cà phê đường vàng, 3 muỗng cà phê đường phèn. Ở đây mình có 2 muỗng nhỏ bột ngọt nha, tương đương với lại 1 muỗng cà phê bột ngọt. Ở đây mình có muối nè. Thì một hồi á mình sẽ nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình á. Thì mình nấu ở đây cái nước dùng nó khoảng tầm 2 lít nha cô chú anh chị. Rồi ở đây mình có cái này là tiêu, nước mắm, để một hồi mình dằn vô tí xíu nước mắm và sau đó là mình cắt vài lát ớt vô mình làm nước mắm mặn nha. Rồi bây giờ mình đã giới thiệu các nguyên liệu cho cô chú anh chị mình cùng xem rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt cái phần củ sen này ra nhỏ để mà mình nấu. Và sau đó là mình sẽ chặt luôn cái phần đuôi heo. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem nhé. Cái phần củ sen này mình cắt ra những miếng vừa ăn nha. Mình cắt phanh phanh tròn tròn như vậy. Miếng tròn như vậy là vừa ăn rồi nè cô chú anh chị. Mình cắt tới phần củ cà rốt nha. Thì mình cắt mướn miếng vừa ăn như vậy nè. Cái đầu nhỏ thì mình cắt như vậy, còn đầu lớn thì mình sẽ tỉa hoa nha. Lớn quá thì mình cắt ra làm đôi. Còn này mình sẽ tỉa hoa nha. Tỉa hoa cũng đơn giản, mình cắt như vậy nè là được rồi nha. Đây, hoa của mình 4 cánh, mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Đây, những cánh hoa của mình rất là đẹp. Rồi cà rốt sắt xong, sau đó mình cắt luôn cái nấm luôn. Thì cái phần nấm như vậy á, cái nấm nó cũng lớn, mình cắt ra làm đôi được rồi. Nè, mình cắt ra làm đôi như vậy là vừa ăn rồi nha. Phần nấm mình cũng cắt xong, mình sẽ cho lại vào gỗ. Rồi cái phần hành ngò thì mình sẽ cắt sau nha. Còn cái củ hành tím thì mình đập dập thôi, mình ấn nhẹ xuống là được rồi. Sẵn thớt sẵn dao mình cắt luôn cái phần hành luôn. Đây, cái đầu hành để mà mình cắt mình để vô. Còn cái phần kia là mình sắc nhuyễn. Phần hành lá mình cũng cắt xong, mình sẽ để vô một bên trong chén. Sau đó là mình cắt luôn tới cái phần ngò rí.
Rồi ngò rí thì mình cũng cắt nhuyễn luôn. Mình chừa vài lá lại để một hồi mình trang trí cho nó đẹp nè. Rồi ngò rí cũng cắt xong, cho vào chén luôn. Mình chặt đuôi heo nha, mình chặt miếng vừa ăn. Mình chặt từng miếng vừa ăn như vậy là được rồi. Còn đuôi heo của mình cũng cắt xong rồi nè. Còn cái nhánh rừng này thì mình sẽ đập dập. Đập dập là được rồi nha. Như vậy là cái phần nguyên liệu mình hầm đuôi heo, hầm củ sen cũng chia sẻ xong. Bây giờ bắt đầu mình vào bếp mình trụng sơ cái phần đuôi heo, rồi sau đó là mình hầm xương nhé. Nước sôi nè, mình cho cái phần gừng vô. Sau đó là mình cho một muỗng cà phê muối nè, để mà mình luộc nha. Rồi mình cho cái phần đuôi heo vô nè. Mình cho hết cái phần đuôi heo vô. Rồi sau đó là nó sẽ sôi bùng lên và nó săn lại, là mình vớt ra. Được rồi nha cô chú anh chị. Rồi sau một hồi thì cái phần đuôi heo của mình cũng sôi nè. Nó săn như vậy là được rồi nè. Nó mình vớt ra. Sau đó là mình sẽ bắt. Mình bắt cái nồi nước lên, mình hầm xương lại nha. Rồi cái nồi nước của mình cũng sôi. Sau đó là mình cho cái củ hành tím vô. Và mình cho đường muối bột ngọt vô luôn nè. Thì ai ăn nước mắm thì mình dằn xíu nước mắm nha. Còn Linh Nguyễn nêm nhiêu gia vị đây là đủ rồi. Rồi sau đó là mình cho cái phần đuôi heo vô mình hầm tiếp nè. Mình làm như vậy á, thì cái phần nước dùng của mình á, nó sẽ trong nha. Nó không có bị đục và nó không có lền. Mình trụng sơ rồi đó. Sau một hồi thì cái phần đuôi heo của mình cũng sôi bùng lên nè. Ở đây á, mình có bắp á, mình có bắp Mỹ á, mình cho vài hạt bắp Mỹ vô nè, để cho tăng thêm cái nồi nước dùng của mình nó ngọt hơn á. Thì ai có bắp nguyên trái á, thì mình cắt ra cũng được. Rồi sau một hồi thì cái phần bắp của mình nó cũng sôi, thì mình cho cái phần củ sen nè. Mình cho hết cái phần củ sen vô. Thì mình để cho cái phần củ sen nó sôi tầm khoảng 10 phút á. Thì củ sen của mình nó sắp chín á, thì mình cho luôn cái phần củ cà rốt với lại phần nấm vô luôn. Mình cho củ sen xong rồi nè. Mình để cho nó sôi bùng lên. Sau một hồi thì mình cho luôn cái phần củ cà rốt với lại nấm vô luôn nè. Rồi như vậy là mình cho nó sôi khoảng tầm 10 phút nữa. Thì mình nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình nha. Rồi như vậy là mình nêm nếm vừa ăn rồi đó. Sau đó là mình cho cái phần đầu hành vô nè. Thì tất cả các củ nó đã chín hết rồi đó cô chú anh chị. Rồi sau đó là mình cho luôn cái phần hành ngò rồi vô luôn nha. Wow, rất là thơm luôn. Rồi mình cho luôn cái phần hành ngò vô nè. Thì ai ăn tiêu thì mình gắt tiêu vô nha. Rồi như vậy là cái nồi đuôi heo hầm củ sen của mình cũng xong rồi nè cô chú anh chị. Cứ việc như vậy là mình múc ra mình dùng cơm nha. Hoặc là ai có ăn nuôi hoặc là bánh canh gì đó thì mình chan cái phần nước lèo này vô cũng rất là ngon nha cô chú anh chị.
Mình nêm cái phần đường khoèn á thì nó ngọt, nhưng mà nó ngọt cái độ thanh nha, rất là ngon luôn. Củ sen thì hầm với đuôi heo thì nó rất là bổ luôn. Củ sen thì nó rất là mát nữa, nó tạo cho cái nồi canh của mình rất là đậm đà, rất ngon nha. Vài hạt bắp nổi lên là cô chú anh chị rất là đẹp mắt luôn. Như vậy là mình cũng đã múc ra tô rồi nè. Mình dọn cơm lên, mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức bữa cơm gia đình với lại bếp Linh Nguyễn nha. Đuôi heo hầm củ sen nè cô chú anh chị, rất là ngon luôn, rất là bổ mà mát nữa. Đó, cái phần đuôi heo á mình hầm như vậy nè, nó rất là mềm, rất thơm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức bữa cơm gia đình với lại bếp Linh Nguyễn nha. Rồi mình đã chia sẻ cái đuôi heo hầm củ sen cho cô chú anh chị mình cùng xem rồi. Thôi mình cũng kết thúc clip tại đây. Mình chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng có món ăn ngon trong gia đình nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye.